Rút quân, nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam. Tác giả Gregory Tadit, người dịch Lê Đức Hạnh, dọc đọc Hải Yến số 9. Cuộc chiến của Aber Crichton Abraham lên tới vị trí cao nhất trong Massive vào một thời điểm chính trị cực kỳ bất ổn tại Mỹ. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 làm dung chuyển niềm tin của người dân Mỹ đối với chính phủ. Tháng 3, Tổng thống tuyên bố sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào mùa xuân năm đó Martin Luther King và Robert Kennedy bị ám sát. Cái chết của một sư kinh gây ra một vết thương sâu sắc vì cả phong trào phản chiến lẫn phong trào dân quyền mất đi một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất. Khi đưa tin Abraham được thăng chức, các phóng viên muốn chiếu một tia sáng trong quang cảnh chính trị u ám nói chung. Người được trông đợi sẽ thay thế Westmoreland là Abraham có tiếng là ra lệnh một cách quyết liệt và phi chính thống. Tổng thống Johnson đã mô tả ông ta là người có năng lực nhất trong việc đảm trách nhiệm vụ hết sức nặng nề này. Trong bối cảnh các báo cáo xuất hiện vào giữa tháng 5 rằng Bắc Việt Nam đang chuẩn bị cho những cuộc đàm phán sơ bộ ở Paris thì một làn sóng dự báo quét qua cả nước Mỹ. Liệu với một vị chỉ huy mới, cuộc chiến bế tắc này có tiến gần đến hồi kết được chăng? Việc thay tướng giữa trận rõ ràng là có mang lại hy vọng. Như tờ The Tristan Sisen Monitor tuyên bố vào mùa xuân năm đó, việc Westmoreland rời nhiệm sở sẽ mở đường cho các cách tiếp cận mới đối với những vấn đề chiến lược của cuộc xung đột này. Những hy vọng đó càng được nhân lên nhờ cách nhìn có vẻ như hoàn toàn mới mẻ của Abraham về cuộc chiến thông qua việc ông ta dùng cụm từ một cuộc chiến tổng thể mà bân cơ đã dùng. Ông ta nói chuyện với binh lính, các nhà ngoại giao, nhà báo về việc tấn công vào hệ thống của đối phương và coi đây là một cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Nhắc lại lời bân cơ vào tháng 10 trong một báo cáo, Abraham nhận xét đối phương hiểu rằng đây chỉ là một cuộc chiến tổng thể duy nhất lặp đi lặp lại. Đối phương hiểu rằng không có cuộc chiến giữa các tiểu đoàn lớn, cuộc chiến bình định hay cuộc chiến an ninh lãnh thổ. Các lực lượng phe Mỹ phải thừa nhận và hiểu khái niệm một cuộc chiến tổng thể và chiến đấu với kẻ thù cùng lúc trên tất cả các lĩnh vực của cuộc chiến. Theo nghĩa này, Abraham đã học được nhiều từ cấp trên cũ của mình westmoreland chưa bao giờ thể hiện được là ông ta nắm vững định hướng chiến lược tức là thuyết phục được truyền thông nghĩ về cuộc chiến này theo một cách nào đó khác hơn là tiêu hao lực lượng đối phương tìm và diệt và đếm xác mặc dù kế hoạch chiến dịch của westmoreland toàn diện hơn rất nhiều so với những cụm từ không mấy hấp dẫn đó song ông ta vẫn không làm nổi bật được tính phức tạp của một cuộc chiến mà người dân mỹ còn cảm thấy rất mù mờ cụm từ một cuộc chiến tổng thể mà abraham sử dụng vừa đủ rõ ràng để khơi dậy hy vọng có sự thay đổi chiến lược ở đâu đó phía chân trời việc westmoreland được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội mỹ cũng cho thấy ông ta đã trở thành người chịu trách nhiệm về chính trị trước tổng thống và bị đẩy lên gác xép Tờ Los Angeles Times viết rằng Westmoreland trước đây nắm chức chỉ huy Massive là một quân bài chính trị then chốt của Tổng thống. Nhưng chiến dịch Tết Mậu Thân đã làm giảm phần nào giá trị của Westmoreland. Tuy vậy, các quan chức cấp cao trong chính quyền đồng thanh bảo vệ Westmoreland. McNamara cho rằng những lời đồn đại và phê phán không đáng tin nhưng những lời bàn tán chỉ càng làm cho người ta trông chờ nhiều hơn ở Abraham trong việc sửa chữa chiến lược của Mỹ sau khi lên nắm quyền. Về phần mình, Abraham không muốn bị lôi vào tranh luận. Trong khi các phóng viên đoán mò và các nhà phân tích quân sự thì nói rằng chuyện bỏ tìm và diệt để chuyển sang truy quét và củng cố toàn là thứ vớ vẩn. Abraham không bày tỏ thái độ gì nhiều. Khi được hỏi về việc thay đổi chiến lược trong tương lai, Abraham chỉ trả lời, tôi tìm cách chiến đấu nhiều hơn. Thực ra, không cần khó khăn gì để được chiến đấu nhiều hơn trong những năm sau đó. Trong một cuộc họp báo cuối tháng 3, khi được hỏi liệu Mỹ có đang tiến gần hơn tới hòa bình hay không, Tổng thống Johnson nói, Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Một tuần sau, tổng thống thông báo sẽ không tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ sau. Như vậy, việc thăng chức cho Abraham phải được đặt trong bối cảnh rộng hơn. Ví dụ, nếu giữa năm 1968, Hồ Chí Minh công bố quyết định không tiếp tục làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thay thế vị tướng đứng đầu quân đội, chốt quân số lính miền Bắc đang ở miền Nam và theo đuổi đàm phán thì chắc hẳn người Mỹ đã nghĩ rằng họ thắng trận. Tuy vậy, kịch bản đã bị đảo ngược. Abraham lên chức chỉ huy Massivi vào đúng lúc Mỹ rơi vào bế tắc trong chiến tranh ở Việt Nam, nếu không muốn nói là thua không thể cứu vãn được. Bởi vậy, các nhà báo đưa tin một cách đầy hy vọng rằng các chuyên gia quân sự và nhiều quan chức dân sự đang thúc đẩy điều chỉnh mạnh mẽ chính sách chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên, những người trong cuộc coi cách nói đó là phóng đại. Sau khi Abraham chính thức nhận quyền chỉ huy vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 1968, ông ta tuyên bố một loạt bản ghi nhớ nêu những nét lớn chỉ đạo chiến đấu. Các thông điệp đó chứng tỏ là những người trong cuộc đã nói đúng vị chỉ huy mới của Masivi không đưa ra bất kỳ lệnh chính thức nào cho thấy có sự thay đổi mang tính chiến lược. Sự thật là chỉ đạo của ông ta chỉ là những từ quen thuộc. Westmoreland đã để lại cho Abraham những lời khuyên bao gồm nâng cao năng lực quân địa phương, hỗ trợ công cuộc bình định bằng tất cả thành phần chính quyền. Trong đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa có vai trò lớn và duy trì tinh thần chiến đấu. Abraham theo sát những lời khuyên đó và trên thực tế còn quyết liệt hơn người tiền nhiệm của mình. Cuối tháng 7, ông ta tiết lộ ý định, đối phương muốn đụng độ thì cho đụng độ và trên thực tế là đi trước đối phương bất kỳ lúc nào có thể. Ông ta khuyến khích binh lính làm nhiều hơn là chỉ đẩy lùi đối phương. Chúng ta phải đánh bại lực lượng đối phương, sau đó truy đuổi và tiêu diệt. Abraham tìm cách đưa lực lượng địa phương và dân quân vào cuộc, thông qua việc tham gia nhiều vào các cuộc tuần tra chiến đấu và phục kích đêm. Tháng 8, Abraham tiếp tục nhấn mạnh các cuộc hành quân chiến đấu và tháng tiếp theo, ông ta yêu cầu tất cả các chỉ huy cấp dưới mở rộng các cuộc hành quân phá hoại và phủ đầu nhằm vào quân chủ lực và hạ tầng của mặt trận dân tộc giải phóng abram hầu như không né tránh đánh đấm dẫu sao chiến dịch tết mậu thân cũng đã làm thay đổi môi trường chiến đấu các sĩ quan báo cáo rằng tìm đánh đối phương rất khó khăn vì họ đã trốn thoát sang campuchia hoặc chia thành nhiều đơn vị nhỏ để tránh đụng độ với quân mỹ abram có thể muốn đụng độ thật nhiều nhưng đối phương từ chối giao chiến hơn nữa các đơn vị chật vật trong việc xếp hạng ưu tiên các nhiệm vụ trong khái niệm một cuộc chiến tổng thể trong đó chỉ tính riêng những nhiệm vụ lớn đã bao gồm bình định tiêu diệt hạ tầng chính trị của đối phương mở rộng và nâng cao chất lượng quân đội việt nam cộng hòa chưa kể không kém phần quan trọng là các cuộc hành quân chiến đấu abraham chỉ đạo mỗi nhiệm vụ đều phải được ưu tiên cao nhất. Nhưng nếu tất cả các nhiệm vụ này đều được ưu tiên như nhau, một chỉ huy đại đội hay một tiểu đoàn, làm thế nào để tránh được việc chia nhỏ lực lượng? Abraham chưa bao giờ hướng dẫn xử lý điều đó. Đối với ông ta, việc đối phương bị thiệt hại sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là cơ hội mà mọi chỉ huy quân sự giỏi đều phải tận dụng. Trên thực tế, vì bản chất, mệnh lệnh chỉ huy của Abraham tỏ ra mang tính chiến thuật nhiều hơn là chiến lược. Theo người phụ trách Bình Định Robert Comer, Abraham nói rằng ông ta không có ý định thay đổi bất kỳ điều gì về chiến lược nếu không thấy điều gì đó cần phải thay đổi. Nhiều sĩ quan đồng ý nhận định lời kêu gọi, truy quét và củng cố xuất phát từ Washington là ngây thơ trước thực tế sở tại. Bên cạnh đó, ý tưởng một cuộc chiến tổng thể của Abraham cũng chỉ có thể tạm coi là mới. Ngay cả trước khi vị trí chỉ huy Masivi bị thay đổi, các nhà báo đã phát hiện ra những thay đổi chiến thuật sau khi chiến dịch Tết Mậu Thân nổ ra. Hơn nữa, đến tháng 7 thì đã có thể thấy đối phương tránh đụng độ để bảo toàn nhân lực và vật lực. Thay đổi lớn về chiến lược trong bối cảnh này không lấy gì bảo đảm sẽ tốt đẹp. Ít nhất, đó là quan điểm của các sĩ quan cấp cao. Và lại, giả sử có tồn tại bất kỳ ý nghĩ nào trong nội bộ MACV về việc xây dựng một chiến lược mới đi chăng nữa, thì ý nghĩ đó cũng sẽ bị bỏ qua vì những quyết định chính trị của Washington. Vào lúc này, các cuộc hành quân qua biên giới vẫn bị coi là vượt quá giới hạn. Đến tháng 8 Abraham đề nghị được phép truy đuổi các đơn vị đối phương sang tận Campuchia cũng như những đề nghị về bảo tồn chiến lược và bồi dưỡng sức lực cho lính Mỹ ở Việt Nam. Trên thực tế, chính Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford đã chỉ đạo đã chỉ đạo vị chỉ huy mới của MACV giảm thương vong của lính Mỹ để giảm bớt chỉ trích trong nước đối với cuộc chiến. Thậm chí, bất đồng xung quanh việc bảo vệ Sài Gòn trong mùa xuân và mùa hè 1968 cũng không phải là biểu hiện của thay đổi trong chiến lược quân sự. Mảnh ghép trung tâm của huyền thoại, một cuộc chiến kết thúc thắng lợi. Theo đó, Abraham thay đổi chiến thuật trong vòng 15 phút kể từ khi lên nắm quyền. Dựa trên diễn giải sai những sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian hỗn loạn sau Tết Mậu Thân. Quả thực, Abraham đã bỏ vị trí khe xanh vào đầu tháng 7 và ra lệnh ngược lại chỉ đạo của Westmoreland về việc chiến đấu ở Sài Gòn. Ngay từ đầu tháng 6, Lầu Năm Góc đã ám chỉ sự lo ngại đáng kể của Washington về những tổn hại gây ra trong quá trình tìm kiếm và tiêu diệt đối phương thâm nhập đô thị Sài Gòn việc nổ súng gây hấn tại thủ phủ miền Nam Việt Nam gây tác dụng ngược. Trong khi những cuộc tấn công mạnh vào tháng 5 còn gọi là Tết Mậu Thân Thu Nhỏ khiến người dân càng thêm chán trường. Westmoreland ra lệnh cho Fritz Wien, lúc đó là chỉ huy lực lượng bảo vệ Sài Gòn, đánh thật giáp ngoại ô Sài Gòn và quét sạch mối đe dọa của đối phương. Trong vòng một tiếng đồng hồ kể từ khi nắm quyền chỉ huy, Abraham ra một mệnh lệnh hoàn toàn ngược lại. Lo ngại rủi ro gây thương vong cho dân thường sẽ vượt quá lợi ích mà cuộc chiến tốn kém nhằm giành giật từ con phố này mang lại. Mặc dù vậy, bảo vệ Sài Gòn vẫn được Abraham coi là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè năm đó. Như Abraham đã lệnh cho một sĩ quan cấp cao tôi muốn anh dọn sạch điểm nóng chết tiệt đó trong thành phố và tôi muốn anh dừng sự xâm nhập chết tiệt đó lại những người ủng hộ thuyết một cuộc chiến kết thúc thắng lợi đã sai lầm khi coi cuộc tranh cãi về cách tốt nhất để bảo vệ thủ phủ là biểu hiện của chiến lược mới weyen chưa bao giờ nói về một sự thay đổi chiến lược trong các báo cáo chính thức của ông ta hay trong các bài phát biểu sau khi trở về Mỹ vào cuối năm 1968. Nhiều nhất thì ông ta cũng chỉ nói rằng một chiến lược gây áp lực mọi mặt, chỉ thay đổi trọng tâm tùy từng thời điểm. Tham mưu trưởng Massivi, Walter Kenvin cũng nhớ lại rằng khi Abe nhậm chức chẳng có vụ gì kiểu như bật đèn lên nào, không được để chỗ nào có góc khuất nhé hoặc kéo rèm xuống đi. Kiểu như, nào, ông ta đi rồi, chúng ta sẽ thay đổi mọi chuyện. Chẳng có gì kiểu như thế cả. Chính Abraham, vị tướng chuẩn bị lên chức trong báo cáo gửi hội đồng các tham mưu trưởng liên quân hồi tháng 3, cũng nói rằng ông ta cảm thấy cần phải tránh bất kỳ một sự ám chỉ nào đến thay đổi lớn chiến lược mới. Abraham hành động phù hợp với lời nói ông ta không điều chỉnh kế hoạch chiến dịch 1968 của quân liên minh vào giữa năm 1968. Không có yêu cầu thay đổi lớn về phân bổ nguồn lực và không tìm cách thay đổi tổ chức quan hệ giữa quân đội Việt Nam Cộng hòa và sở chỉ huy Mỹ. Cũng như người tiền nhiệm Abraham mong muốn kết nối các cuộc hành quân với việc mở rộng sự kiểm soát của chính quyền đối với người dân nhấn mạnh những ý tưởng nằm trong cách tiếp cận một cuộc chiến tổng thể. Một báo cáo vào thời điểm này tiếp tục khẳng định rằng tiêu diệt, phân tán hoặc đẩy lùi các đơn vị quân chủ lực đối phương sẽ bảo đảm việc tăng quyền kiểm soát cuộc chiến là những việc làm khả thi. Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp.